Kính chào các cô chú anh chị. Mắc khén và hạt dổi là hai cái loại gia vị đặc trưng của vùng núi Tây Bắc. Nó đặc trưng, nó gần như nó chỉ có ở vùng núi Tây Bắc thôi. Còn hạt dổi này thì bây giờ một số nơi cũng đã bắt đầu nhen nhóm là trồng cái loại hạt dổi này bởi vì cái giá trị kinh tế của nó khá là cao. Thế thì cái mắc khén và hạt dổi là hai cái loại gia vị mà cho vào đồ ăn, đồ chấm cực kỳ ngon, nhất là ướp thịt cực kỳ là tuyệt vời. Thế thì cái mắc khén ấy, gần như là nó có thể thay thế ngay cái hạt tiêu của mình. Cái hạt tiêu thì ở khu vực trong Nam thì nó sẽ nhiều, và nhưng ở ngoài miền Bắc vừa đặc trưng là cái vùng Tây Bắc này sẽ có mắc khén. Thì cái mắc khén nó lại có cái mùi và cái vị nó khác hẳn so với cái hạt tiêu. Thì nó có cái mùi thơm rất là đặc trưng, cực kỳ thơm, mà ăn ví dụ mình nhấm vào là nó sẽ cay cay tê tê đầu lưỡi, giống như điện 5V nó giật vào lưỡi đó. Thì nó có cái hạt mắc khén, nó sẽ có cái hạt màu đen, mọi người có thể thấy những hạt nhỏ nhỏ màu đen ở đây, và cái phần ngoài của nó là phần vỏ. Thì cả hai cái này chúng ta đều ăn được hết. Cái này về chúng ta rang lên cho nó chín đi, sau đó thì chúng ta sẽ giã ra làm giống giống hệt như hạt tiêu, và cái tỷ lệ chúng ta chọn để chúng ta tẩm ướp thì nó cũng ngang với hạt tiêu. Nó tùy từng người muốn ăn bao nhiêu thì cho vào. Thì cái hạt dổi rừng này thì nó lại giúp tăng cái mùi thơm cho cái gia vị, cho cái đồ ăn của chúng ta. Thế thì cái hạt dổi này thì cái lượng dùng của chúng ta sẽ hết rất là ít thôi, bởi vì cái này nó rất là thơm. Thế thì hạt dổi thì mọi người cũng phải phân biệt là như này. Giới thiệu qua là cái mắc khén này của mình là đang bán 200.000 đồng một cân, và hạt dổi thì sẽ là 200.000 một lạng. Ví dụ như một gói như thế này là nửa lạng, nghĩa là 100.000. Thế thì cái hạt dổi này nó như thế này. Đối với cái hạt dổi thì nó sẽ có hai loại, mọi người sẽ thấy hai loại khác hẳn nhau như thế này. Ở trên tay của mình bên phải là hạt dổi mình gọi là hạt dổi tẻ, còn bên trái là hạt dổi nếp. Thì chúng ta sẽ lên sử dụng cái loại hạt dổi nó nhỏ hơn, nó nhỏ như thế này thì nó thơm. Còn đối với cái hạt dổi to thì cái mùi thơm nó cũng có, nhưng mà nó sẽ không được bằng cái hạt dổi nhỏ này. Tỷ lệ mùi thơm thì cái cảm nhận của mình thì ví dụ như cái hạt dổi nhỏ này được 10 thì cái hạt dổi to này nó chỉ được tầm 5 thôi. Thì đó, thì cái hạt dổi to này nó cũng rẻ hơn. Cái này thì tùy nhu cầu mỗi người thôi, nhưng mà đa số mình sẽ bán hạt dổi nhỏ này. Còn hạt dổi to thì rất ít mọi người dùng, hầu như anh em nào câu cá thì chúng ta sẽ dùng, nó rơi vào 170.000 một lạng. Còn đối với cái hạt dổi nếp, hạt dổi nhỏ này sẽ là 200.000 một lạng. Đó. Thì ví dụ như cô chú anh chị nào mà chúng ta muốn dùng thử, hay là chúng ta về lấy về dùng trong gia đình ấy, thì chúng ta sẽ lên sử dụng một bộ combo. Thì nó gồm có mắc khén và hạt dổi, thì nó gồm có một gói 5 lạng mắc khén như thế này. Mỗi gói này là 5 lạng, 500g đó. Và một gói nhỏ như thế này hạt dổi, là cái gói này là 50g hạt dổi. Nghĩa là một combo gồm 500g mắc khén và 50g hạt dổi như thế này. Và có cái giá là bao gồm cả ship là 235.000, cả ship rồi. Đó. Thì hạt dổi thì mình sẽ gửi là hạt dổi nếp chứ không phải là dạng hạt dổi to kia. Thì tùy theo, ví dụ như cô chú anh chị nào muốn lấy cái hạt dổi to thì có thể nói với mình để mình lấy cái hạt dổi to, thì cái lượng của mọi người sẽ được nhiều hơn một chút. Đó. Thì hôm nay mình giới thiệu qua về cái mắc khén và hạt dổi. Thì cả hai cái loại này về chúng ta đều phải rang lên. Đối với cái hạt dổi này, nếu như chúng ta có than thì chúng ta sẽ nướng lên, nó sẽ ngon hơn. Còn nếu không thì chúng ta sẽ rang lên, cả mắc khén và hạt dổi chúng ta rang lên và chúng ta giã ra. Rang riêng ra nhé, bởi vì cái hạt dổi này cái hạt nó to hơn là mắc khén, thì nó sẽ nấu chín hơn. Đó. Và rang lên sau đó chúng ta giã ra, lấy cái bột đó chúng ta trộn, trộn đều với nhau, và chúng ta có thể cho vào nước chấm này, cho nước mắm, chấm cũng rất là thơm. Hoặc là khi mà chúng ta tẩm ướp gia vị vào, ví dụ nướng gà hay là nướng thịt hay là gì đó, thì chúng ta có thể cho vào. Nó hoàn toàn có thể thay thế cái hạt tiêu, và nó cho lại cái mùi thơm đặc trưng của cái núi rừng Tây Bắc. Cái mắc khén hạt dổi này thì có rất là nhiều người biết rồi, mà nhất là trong Nam thì mọi người mua rất là nhiều, và kể cả ngoài Bắc nữa. Thì cô chú anh chị nào có nhu cầu về mắc khén hạt dổi thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại trên màn hình 0974010585 hoặc là 0947010585, hai số mình đều có Zalo cả, và mọi người có thể nhắn tin qua Zalo cho mình, hoặc là một đường link Facebook mình cũng để bên dưới, giá cả mình sẽ để ở cả bên dưới nữa.
thì mọi người có thể xem ở phần mô tả. Ok, xin kính chào các cô chú anh chị, chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng.